Alo, xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người. Mình đi tới đây nè, có sau lưng có một cây, trước đó có một cây cầu xi măng, không? Ở đây có một cây cống, có một cây cống, cống mini, đây là cống mini. Cái cống này nó thoát nước nè. Đó, cái cống này là cái nước nè, thấy không? Đó, đây là buổi chiều nên là nó hơi hơi tối tí xíu. Cống này là thoát nước. Thoát nước. Đó, đây là một cái cống. Đó, cái cánh cống này, cánh cống á. Cánh cống giống như cái cánh cửa ấy thôi, nó mở ra mở vô. Nhưng mà không biết cái này còn xài không biết nữa. Chiều nè, buổi chiều nè, buổi chiều nè. Buổi chiều. Hoàn hôn đã buông dần. Đèn hiu hắt cô quạnh. Như em anh muốn thét lên trong đêm dài, nằm nhớ những kỷ niệm gặp nhau phút ban đầu. Mắt em, ôi đôi mắt ấy, anh về nhớ như em ở đâu giờ này, em ở đâu trong lòng anh từng ngày vẫn nhớ thương em. Em ở đâu nằm buồn nhìn ánh sao đêm trên đường khuya, một mình lặn bước trong đêm. Em ở đâu giờ này, em ở đâu, ôi nụ hôn nồng nàn ngày ấy anh trao. Em ở đâu nằm buồn nhìn ánh sao đêm, đêm từng đêm gọi thầm gọi mãi tên em. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt cô quạnh. Như em anh muốn thét lên trong đêm dài. Bà thấy buổi chiều này, khung cảnh là một buổi chiều, một buổi chiều hoàng hôn, không, màn đêm đã buông dần rồi. Bây giờ là trời này á, là đã buông dần, là tất cả những cái căn nhà này, ngăn nhà xa xa đó, đó xa xa đó là đã buông dần rồi. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt cô quạnh. Bạn thấy không, xa xa có một cái nhà nè, rất là mát, đúng không? Xung quanh á là rau muống không thôi, đúng không? Đó, xung quanh là rau muống không thôi. Nếu mà ở đây thấy vui mà thấy mát không ạ? Đó, ai thích như vậy thì ok đó. Đó, xa xa là trời đã đóng xuống rồi. Đó, là màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt cô quạnh. Đó, xa xa của mình là có một cái ống cống, cống thoát nước á. Rồi thôi, mình kết thúc video tại đây nghe. Chúc các bạn có một đêm thật là vui vẻ và ấm cúng bên người thân của mình. Và luôn luôn là phải hợp tác với cơ quan chức năng để chúng ta đẩy lùi đại dịch này nha các bạn. Bye bye.